Huawei vẫn bám đuổi ngôi vương trên thị trường smartphone. Kể từ tháng 5 vừa qua, Huawei đã bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen, cấm giao dịch với các hãng công nghệ tại Mỹ, bao gồm cả việc không được phép sử dụng các ứng dụng và dịch vụ của Google trên các mẫu smartphone chạy Android của hãng. Điều này khiến Huawei gặp nhiều khó khăn và hạn chế trong việc phát triển sản phẩm lẫn công nghệ của mình. Theo các nhà phân tích thị trường, lệnh cấm của chính phủ Mỹ sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của Huawei trên thị trường smartphone khi nhiều người sẽ không mạo hiểm mua một sản phẩm mà tương lai không được đảm bảo. Do không biết sản phẩm có được tiếp tục nâng cấp lên phiên bản Android mới nhất hay không. Tuy nhiên, trái ngược với những dự đoán, Huawei cho thấy hãng vẫn đang tăng trưởng mạnh trên thị trường smartphone và thậm chí vẫn tiếp tục nuôi tham vọng để giành lấy ngôi vương trên thị trường di động. Hãng nghiên cứu thị trường Canalys vừa công bố báo cáo thị trường smartphone trong quý 3 năm 2019. Trong 3 tháng vừa qua, tổng cộng đã có 352,4 triệu smartphone được tiêu thụ trên toàn cầu, tăng 1% so với 348,9 triệu máy được bán ra trong cùng kỳ năm ngoái. Samsung vẫn tiếp tục là hãng smartphone lớn nhất thế giới về mặt doanh số, khi trong quý vừa qua đã tiêu thụ được 78,9 triệu smartphone, chiếm 22,4% thị phần toàn cầu. Doanh số này đã tăng trưởng mạnh lên đến 11% so với cùng kỳ năm 2018, mà một phần là nhờ vào chiếc smartphone Galaxy Note 10 của hãng tiêu thụ tốt. Cùng với đó là loạt smartphone tầm trung và giá rẻ mới ra mắt của Samsung cũng đã được thị trường đón nhận. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong báo cáo của Canalys chính là Huawei khi hãng công nghệ trung quốc được dự đoán sẽ hụt chân trên thị trường di động sau lệnh cấm của chính phủ mỹ thì lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại